21 phẩm biết việc ma. Bây giờ thiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn các đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, tập không như thế nào, hiện vào không tam ma địa như thế nào. Phật dạy, này thiện hiện nếu đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa, nên quán giác không, nên quán thọ tưởng hành thức không, khi quán như vậy chẳng để tâm rối loạn, nếu tâm rối loạn thì không thấy pháp, nếu không thấy pháp thì chẳng tác chứng hiện hiện bạch Phật, bạch Thế Tôn như Thế Tôn dạy. Các Đại Bồ Tát thực hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa, nên quán Pháp không nhưng không tác chứng. Làm sao Đại Bồ Tát khi thực hành bát nhã ba làm mật đa sâu xa, trụ không đẳng trì mà không tác chứng? Phật dạy, này thiện hiện các đại bồ tát thực hành bát nhã ba la mật đa sâu xa khi quán pháp không trước hết nên nghĩ ta nên quán pháp các tướng đều không không nên tác chứng ta vì học nên quán các pháp không không vì chứng quán các pháp không này là lúc học không phải lúc chứng khi đại bồ tát chưa nhập định buộc tâm nơi cảnh tiếp nhận bát nhã ba la mật đa chẳng phải nhập định vị mới buộc tâm nơi cảnh và tiếp nhận bát nhã ba la mật đa vào thời gian như vậy đại bồ tát này chẳng nuôi rủ tất cả pháp phần bồ đà không chứng lậu tận vì sao đại bồ tát này thành tựu trí đại rộng lớn như vậy khéo trụ pháp không và tất cả loại pháp phần bồ đà thường nghĩ thế này nay là lúc nên học không nên tác chứng thiện hiện nên biết nếu lúc đại bồ tát trụ không tam ma địa mà không chứng không khi ấy đại bồ tát cũng trụ vô tướng tam ma địa mà không chứng vô tướng vì sao vì đại bồ tát này thành tựu căn lành kiên định thủ thắng thường nghĩ thế này hôm nay nên học không nên tác chứng này nên tiếp nhận bát nhã và làm mật đa sâu xa đối với tất cả pháp quán không vô tướng phải nên viên mãn tất cả pháp phần bồ đề hôm nay không nên chứng nơi thật tế do nhân duyên này đại bồ tát không rơi vào địa vị thành văn độc giác nhanh chóng chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề thiện hiện ví như có người hùng mạnh oai vệ đứng chỗ kiên cố khó có thể lay động hình sắc nghiêm trang ai cũng thích nhìn có đầy đủ công đức giới luật tối thắng thông tuệ khéo lời đối đáp rất giỏi đủ tài hùng biện đủ cách thực hành biết nơi chốn biết thời gian đối với bình bị kỹ thuật vân vân học đến thốt giáo thế phòng thủ kiên cố có thể thắng nhiều kẻ địch tất cả kỹ năng đều giỏi thành tựu các chỗ công xảo học đến cùng tận chí nhớ đầy đủ biểu lộ một cách mạnh mẽ đối với các kinh điển được sự không sợ hãi có đủ từ tâm và nghĩa khí có thế lực lớn thân thể không khiếm khuyết các căn đầy đủ bà con tiền của rất sung túc mọi người đều kính phục và ngưỡng mộ làm việc gì cũng đều thành tựu vì sự nghiệp giỏi nên bỏ công ít mà có lợi nhiều Do nhân duyên này nên giàu có nhiều của cải quý giá, khéo có thể cấp cho nhiều đại hữu tình, người đáng cúng dường đều có thể cúng dường cho họ, người đáng cung kính có thể cung kính họ, người đáng tôn trọng có thể tôn trọng họ, người đáng khen ngợi có thể khen ngợi họ, vân vân. Thiện hiện ý ông nghĩ sao? Nhờ vậy mà người này vui mừng, phấn chấn, tăng bội phần, thân tâm hoan hỷ, tự mừng thầm không? Thiện hiện bạch Phật, Bạch Thế Tôn đúng vậy, Bạch Thiện Thệ đúng vậy. Phật dạy, này thiện hiện người dõng mãnh kia, thành tiểu sự nghiệp đại hương thịnh như vậy. Có nhân duyên nên đem cha mẹ vợ con quyến thuộc đi về phương khác, giữa đường phải đi qua đồng trống hoang vu hiểm nạn, nơi đó có nhiều ác thú, oán tặc, phan ra ẩm nút và nhiều việc đáng sợ. Bà con lớn nhỏ ai nấy đều kinh hoàng, nhưng người đó tự tin cậy tại